Samedi, Toletti, la numéro 4, Marion Thor. Et la numéro 5, Aïssatou Toulka, les remplaçants pour l'équipe de France. La numéro 1, Mylène Chavas. Vous pouvez m'accompagner également. La numéro 16, Justine Long. La numéro 13, Selma Bacha. La numéro 17, Sandy Baltimore. La numéro 15, Kenza Dali. La numéro 12, Melvin Mala. La numéro 2, Ella Palis. La numéro 18, Uyata Saar. Sélectionneur de l'équipe de France, mesdames et messieurs, Corinne Diacre. Allez, on vous entend l'appeler très très fort. Et les drapeaux levés. Allez, les bleus. Nhìn sơ qua thôi cũng có thể thấy chiều cao, thể hình, sải chân và thậm chí cả vóc dáng của những cô gái đội tuyển Pháp nữa. Rất, tôi phải dùng từ là rất lực lưỡng so với các cô gái áo đỏ của chúng ta. Nhưng không vì thế mà chúng ta nao núng. Đây là Katoto, tiền đạo thuộc biên chế của câu lạc bộ PSG. Mbok. Đây là Caratino. Làm gì? Đường pha bắt bài rất tốt của Hoàng Thị Loan. Bóng thuộc về các cầu thủ Pháp. Thể hình tốt của Daini đã gây khó khăn cho Hoàng Thị Loan. Và tiếp theo sẽ là tình huống đá phạt góc đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay của các cầu thủ đội tuyển Pháp. Cầu thủ đá phạt góc là số 10 Martel. Chúng ta cùng chờ đợi xem đội tuyển Việt Nam sẽ ứng phó như thế nào, sẽ phòng ngự như thế nào trước một đội bóng có một thể hình và chiều cao rất tốt. Quả phạt góc của Martel không có gì nguy hiểm cả. Trên màn hình là Katoto. Tiền đạo đang chơi rất thăng hoa trong thời gian gần đây. Đội tuyển Pháp đã có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp các bạn ạ. Vâng, tôi xin nhắc lại là 10 trận thắng liên tiếp. Họ ghi được tận 41 bàn thắng và chỉ thủng lưới có 3 bàn thôi. Một hiệu suất kinh khủng. Ở trận đấu ngày hôm nay thì 12.000 vé đã được phát hành và tất cả đã được bán ra. Và chúng ta nhìn thấy trên màn hình rất nhiều những cổ động viên Việt Nam đã có mặt trên sân vận động Stade de la Soire để theo dõi và cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Quả phát bóng lên của Trần Thị Thu nhưng không được rồi, chúng ta ngay lập tức lại phải đuổi theo quả bóng. Thực sự thì chúng ta cảm nhận thấy các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đang bị choáng ngợp với cách chơi tốc độ của đội tuyển Pháp. Nhưng mà tôi tin chắc rằng đây là những điều đã nằm trong toan tính của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung. Chúng ta ra sân với một sơ đồ phòng ngự và chúng ta cũng dễ hiểu khi chắc chắn là sẽ bị ép sân rồi. Đây là huấn luyện viên trưởng Caroline Diarre của cầu thủ Pháp. Bà là cựu tuyển thủ quốc gia Pháp và sinh năm 1974. Trong khi đó thì huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung của chúng ta năm nay đã 71 tuổi rồi. Ông đã có rất nhiều những sự gắn bó dành cho bóng đá Việt Nam nói chung và đặc biệt là bóng đá nữ. Pha tranh chấp vừa rồi là của Toletti.
và Thùy Trang có vẻ như đã có một chút chấn động nhỏ. Trên màn hình chính là huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với những chia sẻ gần đây thì huấn luyện viên Mai Đức Chung gần như chắc chắn sẽ chia tay đội tuyển quốc gia Việt Nam trong năm nay. Và có thể AFF Cup nữ sắp tới sẽ là giải đấu cuối cùng mà ông Chung Seka nắm giữ vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đường tấn công của đội tuyển Pháp trồng cánh rất hay. Đây là Diani. Diani làm gì? Rất khéo là Diani. Nhả bóng quá thông minh. Và rất đáng tiếc 1-0 cho đội tuyển Pháp mất rồi. Người ghi bàn là Cacarino. Một pha chạy biên quá tốt, quá thông minh và cũng quá dẻo của Diani. Diani gần như đã làm hết tất cả mọi thứ rồi. Và pha đệm bóng của Cacarino thì cũng quá đơn giản. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua tình huống nhả bóng rất khôn khéo, rất thông minh của Katoto. Bộ ba tấn công của đội tuyển Pháp phối hợp rất ăn ý. Chúng ta cùng xem pha đi bóng này của Diani. Và cuối cùng là pha đặt lòng rất đơn giản thôi. Katoto cũng có một pha bỏ bóng tôi đánh giá rất thông minh các bạn ạ. Một bàn thắng đã cho thấy sự đẳng cấp của cầu thủ Pháp. Không dĩ nhiên mà họ là một trong những ứng viên của giải vô địch châu Âu. Và lúc này thì đội tuyển Pháp đang là một lứa cầu thủ chín nhất của bóng đá Pháp trong những năm trở lại đây. Và họ đang có thành tích rất tốt trên bảng xếp hạng FIFA. Như vậy là một cầu thủ của chúng ta đang bị đau, đó chính là số 23, Nguyễn Thị Bích Thủy. Nguyễn Thị Bích Thủy. Ba cầu thủ tấn công của đội tuyển Pháp chơi cực kỳ ăn ý và tôi cũng xin điểm nhanh lại cho các bạn. Defeni Cacarino đang thi đấu cho Lyon, đội bóng vừa vô địch Champions League. Kadiri Karu Diani thì đang khoác áo của PSG. Còn Antonio Katoto cũng khoác áo của PSG. Những câu lạc bộ lớn của bóng đá nữ thế giới. Và việc họ có những pha ban bật như vậy, thực sự chúng ta cần phải cảnh giác. Bàn thua sớm chắc chắn không khiến các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam nao núng. Chúng ta có thể nhìn thấy những tình huống tranh chấp tay đôi. Thì các cô gái kim cương của chúng ta đã gặp rất nhiều những sự khó khăn trước một đội bóng có thể hình tốt hơn, vượt trội hơn, khả năng xử lý kỹ thuật và tốc độ cũng ấn tượng hơn. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang gặp rất nhiều những sự khó khăn và chúng ta vẫn chưa có được những đường lên bóng nào cả. Một tình huống xử lý rất kinh nghiệm và bình tĩnh của Bích Thủy, số 23 của chúng ta. Nhìn cách chơi của các cầu thủ Pháp, chúng ta thấy sự hiện đại không khác gì một đội bóng nam. Đúng là như vậy. Lợi thế về thể hình khiến cho đội tuyển Pháp triển khai bóng rất đơn giản ở hai cánh. Cặp hậu vệ biên Torren và Perisic liên tục dâng cao tấn công. Vừa rồi pha đỡ bóng không tốt của Cacarino, cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này. Còn trước đó là một pha đỡ bóng rất dẻo và ngẫu hứng của hậu vệ biên Torren. Điều đó cũng cho thấy rằng nền tảng kỹ thuật của cầu thủ Pháp là tốt như thế nào. Ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Bích Thủy rõ ràng hôm nay sẽ rất vất vả khi cô phải đá ở vị trí hậu vệ biên và phải tham gia phần lớn thời gian để phòng ngự rồi. Những quả ném biên cũng rất khó khăn. Đây là Martel. Diani. Qua người rất nhẹ nhàng. Những phút đã qua thì Hoàng Thị Loan thực sự gặp rất nhiều những sự khó khăn. Tiếp tục là một tình huống mất bóng của Hoàng Thị Loan. Rất nguy hiểm. Dứt điểm. Không vào. Đã có một tình huống khép góc rất kịp thời của thủ thành Kim Thanh. Kim Thanh đã rất xuất sắc tại SEA Games vừa qua. Và Kim Thanh tiếp tục thể hiện được phong độ. Nhưng rõ ràng một tình huống tốc độ và khả năng can lướt của cầu thủ Pháp đã làm cho hàng phòng ngự của chúng ta gặp rất nhiều những sự bối rối. Vẫn là các cầu thủ Pháp rất tự tin. Chúng ta cướp được bóng rồi. Huỳnh Như.
rất tốt nhưng cũng rất khó để đưa quả bóng lên. Matteo, Toletti, Kim Thành lại một lần nữa ra vào hợp lý. Quyết Dung, bóng vẫn là trong chân các đội tuyển, trong chân đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như không được. Đội trưởng Tokara đã có pha cắt bóng trên không đơn giản. Dẫu cho lúc này thì đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang gặp rất nhiều những sự khó khăn, nhưng các cổ động viên trên khán đài vẫn đang truyền lửa rất nhiều dành cho các cô gái áo đỏ của chúng ta. Diani, giải chân rất dài của Diani đã vượt qua Hoàng Thị Loan rồi. Bọc lót rất tốt, đó là Trương Thị Kiều. Hoàng Thị Loan đã có 10 phút cực kỳ vất vả trước mũi tấn công Diani và Matteo của đội tuyển Pháp. Cũng dễ hiểu thôi khi Pháp là một đội bóng rất mạnh. Một đường chọc khe quá thoáng của đội tuyển Pháp. Và rất đáng tiếc tỷ số đã là 2-0 mất rồi. Cầu thủ ghi bàn là người chơi nổi bật nhất tính tới thời điểm hiện tại, Diani, cầu thủ tấn công mang áo số 11 của đội tuyển quốc gia Pháp. Chân sút số 1 của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong mùa giải này. Vừa rồi đã là bàn thắng thứ 17 của Diani trong màu áo của đội tuyển Pháp. Một lần nữa chúng ta theo dõi lại tình huống này. Đã không có ai theo Diani và cô rất thoải mái đưa ra sự lựa chọn. Và một tình huống dứt điểm cũng rất đẳng cấp. Cầu thủ của Paris Saint-Germain đã làm khó hàng phòng ngự của chúng ta khi trước mặt số 11 có tới 4 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng cuối cùng Kim Thành vẫn đã phải vào lưới nhặt bóng. Đẳng cấp đã lên tiếng và đây chắc chắn sẽ là những bài học rất quý giá và đầy kinh nghiệm dành cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Phút thứ 12 của trận đấu và tỷ số được nâng lên 2-0. Một thế trận một chiều đang diễn ra. Và điều quan trọng với các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung lúc này cần phải có sự bình tĩnh và lấy lại dần nhịp độ của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ phải đối đầu với rất nhiều những đội bóng mạnh hơn ở trong những đấu trường như là FIFA World Cup. Hoàng Thị Loan, đây là Trương Thị Kiều. Huỳnh Như không được rồi. Bóng lại thuộc quyền kiểm soát của các cô gái áo trắng. Phút thứ 13 trận đấu giữa Pháp và đội tuyển Việt Nam. Trận đấu được sở hữu bản quyền bởi công ty Next Media. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem trên các kênh sóng của hệ thống fanpage Next Media. Trong đó có fanpage và YouTube của Nextport. Các bạn đừng quên like cũng như follow kênh giúp mình nhé. Chọc khe rất thông minh. Làm gì đây? Tuyến này. Rất may là các chiếc bóng áo đỏ đã kịp thời bọc lót. Quả tạt tiếp theo của đội tuyển Pháp. Trương Thị Kiều đã là người giải nguy. Cầu thủ không thể dứt điểm là tiền vệ số 6 Toletti. Sadien Toletti, tiền vệ đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Levante của giải Tây Ban Nha. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Toletti đã có một tình huống khống chế bóng tốt nhưng cú sút sau đó thì lại không chính xác. Đội tuyển Pháp đang rất chịu khó áp sát và ngay ở trước vòng cấm địa của chúng ta và làm cho các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thực sự rất khó để đưa bóng lên phía trên. Đó là một tình huống phối hợp tốt. Cacarino, rất nhanh là Cacarino. Rất may là không có một điểm chạm nào sau đó ở trong vòng cấm cả. Xoay sở rất khéo. Mặc dù thể hình to cao nhưng các cầu thủ Pháp có nền tảng kỹ thuật quá tốt. Một trận đấu chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Pháp trước khi bước vào giải vô địch châu Âu. Dẫu cho họ không có được những cầu thủ trụ cột như là Guerreiro hay là đội trưởng Wendy Renan, nhưng họ vẫn đang có được một thế trận thực sự vượt trội so với các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bích Thủy, bóng dài có lẽ là giải pháp được các cầu thủ Việt Nam lựa chọn trong thời điểm này. Nhưng chắc chắn rằng bóng dài thì cũng rất khó để đỡ bóng rồi. Ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Và huấn luyện viên Mai Đức Chung thì đã cũng đang chỉ đạo rất nhiều ngoài đường biên. Như vậy là 15 phút đầu tiên của trận đấu giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Pháp đã trôi qua.
Tỷ số trên sân vận động Stade de La Salle đang là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Một trận đấu có ý nghĩa quan trọng cho sự hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Pháp. Ngày hôm nay dự khán trên trận đấu này thì có sự xuất hiện của cả chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp và quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn. Quả ném biên của Bích Thủy rõ ràng là tranh chấp trên không, rất khó để chiến thắng các cầu thủ áo trắng. Đây là đội trưởng Caucara, Perisset lại đánh biên và lại là Martel. Làm gì đây? Graoran Martel, quả tạt rất tốt của Martel và 3-0 mất rồi. Trái bóng từ từ lăn vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Kim Thành, rất đáng tiếc. Và cầu thủ ghi bàn là Toletti, tiền vệ mang áo số 6 thi đấu rất nổi bật từ đầu trận đến giờ. Như vậy là cả 3 bàn thắng của các cầu thủ Pháp đều xuất phát từ bên phía cánh phải, đều là những tình huống xuống biên. Thể hình vượt trội, những cú bứt tốc đã làm cho đội tuyển Pháp đã có sự vượt trội hơn so với đội tuyển nữ Việt Nam. Và có vẻ như là các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thực sự đang bị mất phương hướng với một cách nhập cuộc quá nhanh của các cô gái học trò của huấn luyện viên Caroline Diarre. Thực sự là khó khăn. Trước một đội tuyển mạnh như thế này thì rõ ràng kết quả chúng ta cũng không nên để ý quá nhiều. Chúng ta nên nhìn nhận lại những bài học chúng ta rút ra được để tiến bộ sau này. Rõ ràng nhìn về mặt tỷ số, nhìn về mặt kết quả thì chúng ta sẽ không có thể tiến xa được. Và tốt nhất thì vẫn là những bài học. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đang có những sự chỉ đạo, đặc biệt là vào vị trí của Hoàng Thị Loan. Và chắc chắn là với Hoàng Thị Loan thì cần phải có những sự hỗ trợ của các đồng đội. Khi mà hướng tấn công được khoét rất nhiều vào vị trí của Hoàng Thị Loan chấn giữ, chúng ta đã chưa có những phương án hợp lý để có những đường lên bóng, chủ yếu mất bóng ngay ở bên phía phần sân nhà. Dẫu sao thì vẫn có sự chênh lệch giữa hai đội bóng, đội tuyển nữ của chúng ta và các cô gái đến từ đội tuyển Pháp. Ném biên cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bây giờ thì chắc chắn là Huỳnh Như và các đồng đội sẽ phải cần chắc chắn để cầm bóng. Rất nguy hiểm. Rất tiếc đã có lỗi việt vị. Lỗi việt vị vừa rồi là của Thùy Trang, rất đáng tiếc. Một pha phối hợp tốt giữa bộ ba Bích Thùy, Huỳnh Như và Thùy Trang. Nhưng rõ ràng trọng tài đã chính xác trong tình huống thổi việt vị này. Một pha lên bóng có nét của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chính xác là như vậy. Những tình huống đánh biên một cách đơn giản, đó là điều mà chúng ta cần phải làm trước các đội bóng lớn. Câu trả lời của đội tuyển Pháp và lại là đánh biên. Nhưng Trương Thị Kiều đã bắt bài tốt. Một lối chơi pressing tầm cao của các cô gái Pháp đang làm cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung thực sự là rất khó. Không có nhiều không gian ngay ở bên phía phần sân nhà của mình. Trương Thị Kiều không tốt, pha vào bóng lên không tốt của Trương Thị Kiều. Và đây là Katoto. Sau đó Katoto cũng có một quả treo bóng vào không chính xác. Bóng đã tới chân các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Dương Thị Vân ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Có thể thấy bộ ba Dương Thị Vân, Thùy Trang và Tuyết Dung trong gần 20 phút đầu tiên của trận đấu thi đấu vô cùng vất vả, khi họ gần như không có bóng và thường phải dành phần lớn thời gian cho khâu phòng ngự. Người ném biên là Bích Thủy. Bóng chạm tay mất rồi. Một số tình huống của các cô gái chúng ta đã thấy có phần nào đó các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung hơi bị ngợp với cách chơi của đội tuyển Pháp. Nhưng mà chúng ta cần phải làm quen với những sự áp lực. Rõ ràng châu Âu là một nơi khởi nguồn cho rất nhiều những sự thành công của đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt là với tấm vé có được tại giải vô địch châu Á vừa qua, khi mà chúng ta đã có mặt tại vòng chung kết của thế giới. Rất nguy hiểm, dứt điểm. Rất may cho đội tuyển Việt Nam, trái bóng đã từ từ lăn đi và lăn ra ngoài. Người thực hiện tình huống vừa rồi là số 4 Thoren.
một lỗ hổng khá lớn đã xuất hiện ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Nhưng rất may đã không có bàn thắng cho đội tuyển Pháp. Phạt góc, nhưng cơ hội này, nhưng tình huống này thì cũng nguy hiểm không kém, vì thể hình của các cầu thủ Pháp là rất tốt. Và chuyền vừa rồi của Katoto, sau đó Diani đã có pha vô lê không chính xác. Phản công cho đội tuyển Việt Nam, Huỳnh Như làm gì, quá khó khăn. Mateo cắt bóng rất tốt, vẫn là Mateo. Trương Thị Kiều, Kim Thành giải nguy thành công. Huỳnh Như đã rất cố gắng cho tình huống này, nhưng một tình huống tranh chấp của cầu thủ Pháp với thể hình vượt trội đã làm Huỳnh Như thất thế. Gần như là không có một cô gái nào của chúng ta có thể tranh chấp một cách sang phẳng với thể hình lực lưỡng của các cô gái Pháp. Rất khó khăn dành cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Nhưng mà các cô gái của chúng ta đã làm ra rất nhiều những chiến tích, và ở trong những phút sắp tới, hy vọng đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ dần ổn định và trình diễn được bộ mặt tốt nhất của mình và hạn chế những bàn thua trước khi mà chúng ta tính tới những phương án tấn công. Đường chuyền bóng hơi sâu của đội trưởng Tokara cho Katoto, phát bóng lên cho đội tuyển Việt Nam. Có vẻ như đội tuyển Pháp đã chuyển bài khi khoảng 15 phút đầu trận họ chơi đánh biên và tạt sệt. Bây giờ họ đã chơi tấn công bóng bổng vào trung lộ. Có thể thấy các cô gái Pháp rất nhiều bài vở. Và tôi vừa nói xong thì chúng ta đã lại mất bóng mất rồi. Rất đáng tiếc. Đây là Binbao, Tokara, Perisic. Và đây là lại là đánh biên rồi. Hoàng Thị Loan và Cacarino. Quả tan của Cacarino. Vậy là 4-0 mất rồi. Một pha đánh biên cơ bản và lại rất quen thuộc, lại là từ cánh phải. Và lại là một quả tạt, nhưng lần này là quả tạt bổng. Pha đánh đầu sau đó rất hiểm hóc, khiến cho thủ thành Kim Thành đã phải vào lưới nhặt bóng. Thực sự là rất khó khăn dành cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung khi mà chúng ta lép vế hơn về thể hình. Và vừa rồi là một tình huống tạt bóng. Một lần nữa chúng ta theo dõi lại bàn thắng tương đối dễ dàng của Katoto. Một tình huống xử lý rất hay, đầy bất ngờ. Số 9 của cầu thủ Pháp đã có một tình huống đánh đầu đập đất, và Kim Thành đã rất nỗ lực nhưng mà đã không thể nào cứu thua. Chúng ta nhìn thấy một tình huống tranh chấp trên không. Gần như là Katoto không cần phải bật lên quá cao nhưng vẫn vượt qua được Trương Thị Kiều. Bộ ba tấn công Cacarino, Katoto và Diani của đội tuyển Pháp đang tỏ ra vô cùng ăn ý. Chắc chắn sau trận đấu này thì các học trò của viên Mai Đức Chung cũng như là các thành viên của ban luyện đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rút ra rất nhiều những bài học. Pha giải nguy của Trương Thị Kiều không thể dứt điểm, đó là Binbao. Rất hay. Pha xử lý vừa rồi là của Dương Thị Vân. Ngay cả là một tiền đạo như là Hải Yến thì cũng đã phải lùi về rất sâu để hỗ trợ cho hàng phòng ngự của chúng ta. Hàng phòng ngự của chúng ta ở trong 20 phút đầu tiên đã tỏ ra bị bối rối với sức tấn công ồ ạt của đội tuyển Pháp. Và rõ ràng với sơ đồ với 5 hậu vệ vẫn không thể nào làm được điều gì. Tiếp tục là một đường lên bóng rất nguy hiểm. Thể hình của Katoto tiếp tục làm cô có lợi thế trong tình huống đánh đầu vừa rồi. Lần này quả tạt không phải đến từ Cacarino hay Diani nữa. Quả tạt rất dẻo của hậu vệ biên Perisic. Không có một cầu thủ nào có thể gây được áp lực với Katoto với một tình huống chọn vị trí chính xác của số 9 bên phía đội tuyển Pháp. Như vậy là hơn 1/2 thời gian thi đấu của hiệp 1 trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Pháp đã trôi qua. 4 bàn thắng đã được ghi trên sân vận động Stade de Sarre ở thành phố Orléans, thủ phủ vùng Rodian của nước Pháp. Những ngày này thì tại nước Pháp cũng có rất nhiều những sự kiện được người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi. Đặc biệt
Ngoài sự kiện trận đấu giao hữu giữa đội tuyển nữ Pháp và đội tuyển nữ Việt Nam, thì lúc này cách thành phố Orient khoảng 400 km thì Quang Hải của chúng ta cũng đã có những buổi tập đầu tiên trong màu áo của câu lạc bộ Pau FC và đã có rất nhiều những sự chú ý dành cho tiền vệ mang áo số 19 của đội nữ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là Diani. Diani khép góc rất tốt là Kim Thành. Tình huống đối mặt và xử lý gọn gàng của Diani, tiền đạo cánh số 11 của đội tuyển Pháp. Chúng ta có thể thấy Diani và Cacarino đã đảo cánh và đội tuyển Việt Nam đã thay người. Hoàng Thị Loan rời sân, vào sân là số 7 Nguyễn Thị Mỹ Anh. Đây là một sự thay đổi người hoàn toàn hợp lý khi trong khoảng 26 phút đầu tiên của trận đấu, đôi bên hành lang cánh của Hoàng Thị Loan bị khai thác rất nhiều và cả 4 bàn thua đều đến từ cánh của Hoàng Thị Loan. Rất đáng tiếc, đây là một trận đấu, một bài học lớn cho Hoàng Thị Loan. Thực ra thì với những đường tấn công của các cô gái Pháp thì ở cánh trái hay cánh phải chúng ta đều gặp những sự khó khăn. Nhưng mà điều mà chúng ta nhìn nhận về cách chơi của Hoàng Thị Loan ở trong 20 phút đã qua, đó là một sự bối rối và đôi khi không còn giữ được những sự điềm tĩnh nữa. Tiếp tục sẽ là một tình huống đá phạt góc. Những tình huống không chiến của các cô gái Pháp thì luôn luôn tạo ra rất nhiều những sự khó khăn, rất nguy hiểm. Không phải là một cú bật quá cao nhưng các cô gái của đội tuyển quốc gia Pháp vẫn tạo ra được sự khác biệt dành cho hàng phòng ngự của chúng ta. Rất may khi trái bóng lại nằm gọn trong tay của thủ thành Kim Thành. Vâng, và nhắc tới Kim Thành thì tôi cũng xin điểm lại cho các bạn thủ môn của đội tuyển Pháp là thủ môn số 21 Perel Magny, khi cả từ đầu trận tới chúng ta vẫn chưa nhìn thấy mặt của thủ môn này. Đây là Cacarino. Rất nhanh là tốc độ của Cacarino, rất kỹ thuật nữa. Và không vào. Lần này thì may mắn đã đứng về được phía đội tuyển Việt Nam khi bóng đã dội sang ngang đập ra. Trương Thị Kiều. Rất khó để lấy bóng. Perisic. Đây là Toletti. Bimbao. Bóng về chân của Toletti rồi. Huỳnh Như cướp được bóng. Bích Thùy. Đây là Thùy Trang. Thùy Trang. Những phút giây cầm bóng hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như rất bình tĩnh. Thùy Trang xoay sở rất khéo. Trương Thị Kiều. Những tình huống áp sát nhanh và rất rát của các cô gái Pháp đã làm khó của dành cho những đường lên bóng của chúng ta. Vừa rồi thì Tuyết Dung đã bị số 22 Perisic phạm lỗi. Chúng ta cùng xem lại tình huống nguy hiểm trước đó thì bóng đã chạm vào xà ngang của đội tuyển Việt Nam. Số 20 bên phía đội tuyển Pháp đã có một màn trình diễn rất tốt. Cassarino, cầu thủ quan trọng trong màu áo của Lyon, đội bóng đã 8 lần vô địch UEFA Champions League của nữ ở châu Âu. Không dĩ nhiên mà Pháp được đánh giá là một trong những ứng viên của nhà vô địch châu Âu chuẩn bị diễn ra giải vô địch châu Âu. Trong khi đó thì đội tuyển nữ của chúng ta sẽ chuẩn bị quay trở lại với Philippines để chinh phục giải Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 17 tháng 7 sắp tới đây. Chúng ta sẽ cùng bảng với các đội bóng Myanmar, Lào, Campuchia và Timor-Leste. Đây là một bảng đấu không quá khó dành cho các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Huỳnh Như. Huy Trang. Đây là Dương Thị Vân. Hải Yến đã ngã rồi nhưng không có lỗi. Và cơ bóng tốt của Bin Bảo, tiền vệ mỏ neo của đội tuyển Pháp trong trận đấu này. Toletti. Đường truyền hơi khó hiểu dành cho Perisic. Có vẻ như hậu vệ biên của đội tuyển Pháp đã không hiểu ý tiền vệ số 6 và ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có thể thấy gương mặt rất dễ thương của Perisic, rất xinh xắn. Mỹ Anh vừa vào sân nên chắc chắn vẫn sở hữu một thể lực rất dồi dào.
Các bạn đang theo dõi trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển nữ Pháp và đội tuyển nữ Việt Nam. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên các hệ thống của Netsport và trang YouTube fanpage của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Một trận đấu mang ý nghĩa lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam khi mà chúng ta đối đầu đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của FIFA, một trong những đội bóng hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Một thuốc thử hạng nặng dành cho các cô gái của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chúng ta sẽ có một hành trình khoảng 1 năm để chuẩn bị cho lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại sân chơi FIFA World Cup năm 2023. Giải đấu sẽ diễn ra tại Australia và New Zealand. Lần đầu tiên một đội bóng nữ của chúng ta tham dự World Cup. Chúng ta đã từng rất gần với tấm vé đi tham dự World Cup rồi, nhưng mà đến năm 2022 chúng ta mới chinh phục được tấm vé tham dự sân chơi số 1 của bóng đá thế giới dành cho nữ. Thúy Trang, đường truyền của Thúy Trang hướng tới vị trí của Tuyết Dung. Đây là Sadie Toletti, cầu thủ đã sở hữu cho mình một bàn thắng trong trận đấu này. Nhìn các cô gái Việt Nam thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay, chúng ta cũng thông cảm được dành cho các cầu thủ đội tuyển Thái Lan đã từng tham dự FIFA World Cup và đã phải nhận rất nhiều những trận thắng, xin lỗi các bạn, những trận thua với tỷ số cách biệt. Nguy hiểm, tình huống nguy hiểm, đây là Mateo. Vậy là rất dễ dàng 5-0 cho đội tuyển Pháp. Cầu thủ vừa ghi bàn là tiền vệ số 10 Clara Mateo, cầu thủ đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Paris FC. Nếu như chúng ta có thể nói vui, rõ ràng các cô gái Pháp đang không giữ khách một chút nào. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm khi mà đội tuyển Pháp lúc này đang vào những thời điểm chạy đà cuối cùng dành cho giải đấu số 1 của châu Âu, nơi mà họ đã là một trong những ứng viên của ngôi vô địch ở giải đấu năm nay. Vâng, rõ ràng đội bóng xếp hạng thứ 3 thế giới. Tôi xin nhắc lại với các bạn đang xem trên kênh sóng, đội tuyển Pháp đang xếp hạng thứ 3 trong bảng xếp hạng FIFA. Và chắc chắn sức mạnh của đội tuyển Pháp là không phải bàn cãi. Và một tỷ số như này chúng ta cũng không quá bất ngờ. Chúng ta nên hướng tới những bài học kinh nghiệm được rút ra thì hay hơn là quan tâm quá nhiều tới tỷ số. Một thông số khá thú vị đó là 5 bàn thắng của đội tuyển Pháp được ghi bởi 5 cầu thủ khác nhau. Đây là Diani phối hợp với Mateo. Diani không được rồi, quả tạt đã bị Trần Thị Thu ngăn cản. Không phải, vừa rồi là Mỹ Anh, cầu thủ vừa vào sân. Nguyễn Thị Mỹ Anh vừa qua đã bỏ lỡ kỳ SEA Games 31 trên sân nhà vì chấn thương. Rất đáng tiếc cho số 17 của đội tuyển Việt Nam khi mà các cô gái của Việt Nam đã lên ngôi ngay trên sân nhà. Quả đá phạt góc dành cho đội tuyển Pháp và rất khó để tranh chấp. Rất khó để tranh chấp với Katoto. Nhưng rất may là không có bàn thắng cho đội tuyển Pháp. Đây là Tuyết Dung. Vẫn là Tuyết Dung, rất khỏe. Tuyết Dung. Huỳnh Như đang xin bóng. Làm gì Huỳnh Như, Huỳnh Như. Bên trong rất ít cái bóng đỏ. Huỳnh Như, Huỳnh Như qua người rồi. Không được. Pha đảo chân quá hay của Huỳnh Như. Nhưng trọng tài đã nói rằng bóng đi qua vạch vôi mất rồi. Pha đảo chân tôi gọi vui là giang lạc của Huỳnh Như. Một pha bóng yếm hoi mà chúng ta tiếp cận được gần với cầu môn của thủ thành Pedro Magni. Một thông tin bên lề đó là gia đình của thủ thành Pedro Magni hiện đang ở gần với đại bản doanh của Pau FC, câu bộ của Quang Hải. Đã có một tình huống phạm lỗi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta sẽ giải quyết một tình huống đá phạt cố định này như thế nào. Với những chân sút cự khôi của đội tuyển Pháp, người bị phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 14 bên phía cầu thủ Pháp, đó chính là Katotin Bipaulus, cầu thủ của Bordeaux. Đứng trước bóng lúc này đang là số 6 Toletti và số 10 Clara Mateo. Mateo thì đã có được một bàn thắng rồi.
những giây phút rất căng thẳng. Chúng ta cùng chờ xem và chờ đợi vào tài năng của thủ thành Kim Thanh. Không phải là một tình huống đá phạt thẳng và nguy hiểm đã trôi qua. Đó là một tình huống băng vào dứt điểm của số 11 Diani. Như vậy là sẽ tiếp tục có một tình huống đá phạt dành phạt góc dành cho đội tuyển Pháp. Lại là một tình huống mà Kim Thành và hàng phòng ngự của chúng ta sẽ bị thử thách. Đã có một tình huống việt vị. Cầu thủ đã rơi vào tư thế việt vị là Block Bakhi. Cầu thủ thi đấu hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp. Đội tuyển Pháp lúc này đang là một đội bóng được sự đan xen kết hợp giữa những cầu thủ trẻ đầy tài năng và những cầu thủ kinh nghiệm của bóng đá nữ Pháp. Đội trưởng của họ là Winnie Renan, đã 31 tuổi rồi. Hay như những cầu thủ kinh nghiệm như thủ thành Mark Ginn. Và họ đan xen vào đó là những cầu thủ tương đối trẻ như là Suleiman Bacha. Hay những cầu thủ như là Toletti cũng rất trẻ. Cầu thủ đã vừa bị phạm lỗi trên màn hình của chúng ta, đó chính là ba cầu thủ của đội tuyển nữ Pháp đã không thể thi đấu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là đội trưởng Winnie Renan, hay là Sakina Kachaoui, hay Garase Gueijaro. Dẫu cho cầu thủ Pháp không có được ba trụ cột ở ba tuyến của họ, nhưng họ vẫn tạo ra được một sự khác biệt dành cho các cô gái của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bây giờ sẽ là một tình huống đá phạt cố định. Thierry Richet sẽ là người đứng trước bóng. Phản dứt điểm từ rất xa và Kim Thanh đã phải dùng chân để cản phá. Số 22 của đội tuyển nữ Pháp đã có một tình huống dứt điểm bất ngờ. Kim Thanh đã có đôi chút bị bất ngờ và bị động. Một trận đấu diễn ra với một tốc độ rất cao, không ngừng nghỉ. Và thực sự làm cho hàng phòng ngự của chúng ta gặp rất nhiều những sự khó khăn. Hy vọng khi mà chúng ta kết thúc trận đấu này sẽ có rất nhiều những bài học kinh nghiệm được rút ra. Và bây giờ thì đang có một cô gái của chúng ta bị đau. Cầu thủ bị đau là Diễm My, cầu thủ mặc áo số 13 sau một tình huống va chạm với cầu thủ đối phương. Ánh mắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang cho thấy một sự lo lắng, xót xa dành cho các học trò của mình. Một tình huống va chạm rất mạnh của đội trưởng Tokara với Diễm My của chúng ta. Hậu vệ biên Diễm My vừa vào sân. Và bây giờ rất tiếc khi cô đã phải nằm sân. Vẻ mặt của Diễm My khá đau đớn. Chúng ta cùng hy vọng rằng sẽ không có một chấn thương nặng nào cả, vì AFF Cup nữ đã cận kề rồi. Trên màn hình của chúng ta đang là những cổ động viên của đội tuyển nữ Việt Nam. Cộng đồng kiều bào người Việt Nam tại nước Pháp là rất lớn. Và những chiếc áo cờ đỏ sao vàng đang xuất hiện rất nhiều trên khán đài của sân vận động Standard de Sarre. Diễm My đang tỏ ra rất đau đớn và có lẽ Diễm My sẽ không thể nào tiếp tục thi đấu được nữa rồi. Với một trận đấu giao hữu như thế này, số lượng thay thế là tương đối thoải mái và sẽ phải có những phương án mang tính an toàn. Vâng, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Diễm My. Rất đáng tiếc cho cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Những cô gái Việt Nam của chúng ta rất kiên cường và luôn luôn biết cách vượt qua những sự khó khăn.
minh chứng bằng chiếc vé đến với World Cup 2023 đã được các học trò huấn viên Mai Đức Chung chinh phục trong sự khó khăn. Chúng ta đã có một chuyến tập huấn tại châu Âu trước khi bước vào giải vô địch châu Á, nhưng đó cũng là một điểm nhấn mà chúng ta đã bị gặp rất nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Nói chính xác là các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã vượt qua được nghịch cảnh để có được tấm vé lịch sử. Ném biên cho đội tuyển Pháp. Đây là Katoto. Dương Thị Vân đã cướp được bóng, nhưng ngay sau đó lại là một đường truyền không tốt, rất khó khăn trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Perisic, quả tạt của Perisic rất nguy hiểm, rất may là không có cú sút nối nào sau đó. Quỳnh Như rất khó khăn. Một trận đấu thực sự là tương đối nhàn dành cho hàng phòng ngự của các cầu thủ Pháp. Thậm chí thủ môn Margin ở trong 40 phút đã qua còn không được xuất hiện trên màn hình của chúng ta. Perisic, Tukara mở biên rất thoáng cho Torrent. Trồng biên rất hay, bóng lại về chân của Torrent. Cacarino. Đây là Mbok. Rất lâu rồi chúng ta mới thấy được hình ảnh Mbok có bóng. Katoto. Làm gì đây? Không được. Pha ngăn chặn rất tốt của Thùy Trang. Cầu thủ dứt điểm trước đó là Mateo. Tình huống chuyền bóng rất hay của Katoto. Mateo đã có cơ hội. Đây là những hình ảnh của Diễm My. Như vậy là Diễm My đã được rút ra, thay thế cho cô là Trần Thị Hải Linh. Một trận đấu mà đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung gặp rất nhiều sự khó khăn. Và chúng ta cần phải làm quen với những trận đấu ở cường độ cao, với những đối thủ có thể hình rất lớn vượt trội chúng ta. Diani. Trương Thị Kiều đã cắt bóng tốt. Với những cầu thủ của đội tuyển nữ Pháp, thậm chí hai cầu thủ của chúng ta vào tranh chấp cũng chưa chắc có thể đánh bại được những cô gái của đội tuyển Pháp với kỹ thuật và tốc độ. Cự ly đội hình của chúng ta ở trong những phút đã qua đã không được đảm bảo. Đã có những sự sộc sạch nhất định và chủ yếu là những tình huống phá bóng mà thôi. Rất khó khăn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 trận đấu giao hữu giữa cầu thủ đội tuyển nữ Pháp và đội tuyển nữ Việt Nam. Trận đấu đang được tường thuật trực tiếp trên các hệ thống của Netsport cũng như trang YouTube và fanpage của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Đây là Tuyết Dung. Nhưng rất khó để cướp bóng của Diani, một cầu thủ có thể hình và sải chân quá tốt. Maron Torrent phạm lỗi rồi. Bích Thùy vừa có tình huống va chạm với Torrent, cầu thủ thuộc biên chế của Montpellier. Bóng lại đến chân của Torrent. Chọc khe rất thông minh cho Toletti. Nhưng Trương Thị Kiều đã ngay lập tức che bóng thành công. Thời gian bù giờ của hiệp 1 là 2 phút. Liệu rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta hãy có bàn thắng hay không? Các bạn hãy comment ở kênh chat giúp mình nhá. Chúng ta hãy để lại những trái tim để cổ vũ cho các cô gái áo đỏ. Chúng ta hy vọng sẽ có được bàn thắng. Không trong 2 phút bù giờ thì cũng trong hiệp 2. Đây là Hải Yến. Một trận đấu rất khó khăn của Hải Yến, khi vây quanh cô là những trung vệ quá cao lớn. Cacarino. Làm gì? Quả bóng rất khéo và sau đó là quả tạt của Cacarino. 6-0 mất rồi. Và người ghi bàn là cái tên quen thuộc, Diani. Ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 thì số 11 Cacarini Atu Diani, tiền đạo thủ biên chế của Paris Saint-Germain, đã nâng tỷ số lên 6-0 cho đội tuyển quốc gia Pháp.
và lại là một bài quen thuộc. Cứ từ biên tạt vào thôi, không cần phải làm gì quá cầu kỳ cả. Nhưng rõ ràng với thể hình quá cao to thì Diani đã không cho những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có cơ hội để chạm vào bóng. Chúng ta có thể thấy được sự bất lực của Mỹ Anh. Gần như Mỹ Anh không thể tác động lực vào người của Diani để cản phá trong tình huống vừa rồi. Toren, quả tạt của Toren, nhưng lần này thì thủ thành Kim Thành đã xử lý tốt. Có vẻ như 6-0 cũng là tỷ số của hiệp 1 trận đấu này. Và hy vọng rằng ở 45 phút của hiệp 2, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có được những bàn thắng. Và tất nhiên là cả những bài học nữa, cũng bài học vô cùng quý giá để chuẩn bị cho FIFA World Cup. Vậy là trọng tài chính đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Pháp và đội tuyển Việt Nam. Tỷ số hiện đang là 6-0 cho các cô gái Pháp. Còn Thanh Nhã vào sân thay vị trí của Thùy Trang. Chúng ta cùng chờ đợi xem cơn lốc đường biên Thanh Nhã liệu có đua tốc độ được với các cầu thủ Pháp hay không. Như vậy là đến lúc này thì huấn luyện trưởng của đội tuyển nữ Pháp đã tung những cầu thủ trẻ vào sân. Ella Palit là cầu thủ năm nay mới 23 tuổi. Đây mới là trận đấu thứ 8 trong màu áo của đội tuyển quốc gia Pháp của cầu thủ sinh năm 99 này. Ngay lập tức là một pha lên bóng rất dũng mãnh của số 11 bên phía cầu thủ Pháp. Liên tiếp là những tình huống mà cung thành của Kim Thành được đặt vào tư thế báo động. Diani rõ ràng là một mũi tấn công quá nguy hiểm của đội tuyển Pháp. Và chắc chắn những lần va chạm như thế này sẽ giúp cho các cô gái áo đỏ rút ra được nhiều bài học khi chúng ta sắp sửa tham dự AFF Cup nữ cũng như World Cup. Và chắc chắn ở World Cup thì rất nhiều những đối thủ sừng sỏ ngang ngửa sức mạnh với đội tuyển Pháp chúng ta sẽ phải gặp mặt và đối diện. Chúng ta cần phải sống chung với và làm quen với những trận đấu với tốc độ cao. Và chắc chắn ở thời gian trong khoảng 1 năm tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta sẽ phải có rất nhiều những chuyến tập huấn hay là những trận đấu như thế này để giúp cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có được thêm những bài học kinh nghiệm, những kinh nghiệm trận mạc thực sự rất quý giá. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của Mỹ Anh. Tình huống bị phạm lỗi của Mỹ Anh và Diani. Mỹ Anh chính là một trong những cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam chúng ta có được một bản hợp đồng có số tiền lót tay. Bây giờ sẽ là một tình huống đứng trước bóng của Pirises, số 22 bên phía cầu thủ đội tuyển Pháp. Quả tạt của Pirises. Đây là Mbok, trung vệ lên tham gia tấn công của đội tuyển Pháp. Trương Thị Kiều đã giải nguy thành công. Toletti, tiền vệ chơi rất hay trong hiệp 1 trận đấu này. Về mặt tuổi đời thì cầu thủ Pháp có độ tuổi đời tương đối cân bằng với những cô gái của chúng ta. Vẫn là những cầu thủ sinh năm 95-96 là nòng cốt lúc này trên sân của đội Pháp. Họ không có đội trưởng bằng tuổi với Huỳnh Như. Và cắt bóng tốt của Mỹ Anh, nhưng đường truyền lên sau đó không tới được với vị trí của Huỳnh Như. Huỳnh Như, Hải Yến và Tuyết Dung chủ yếu phải về hỗ trợ hàng phòng ngự ở trong 45 phút đầu tiên. Hiếm hoi tình huống thủ thành Magin có được sự xuất hiện. Để Martel. Chúng ta có thể thấy rằng là các cô gái Pháp là một đội bóng thi đấu với cách chơi hiện đại, lối chơi đa dạng, rất nhiều những phương án tiếp cận cầu gôn của đối phương. Ở trên băng ghế dự bị thì đội tuyển Pháp cũng vẫn đang cất một ngòi nổ cực kỳ nguy hiểm. Đó là số 18 Ole Masasa, tiền đạo thuộc biên chế của Paris Saint-Germain.
trong trận thắng 4-0 Cameroon ngày 26 tháng 6 thì chính Ole Mata đã ghi một cú hat-trick. Một trận đấu có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Pháp ở trong hành trình của họ sắp tới, cũng như là chúng ta khi mà đang chuẩn bị cho giải vô địch các quốc gia Đông Nam Á diễn ra tại Philippines. Có vẻ như ở hiệp 2 của trận đấu này thì đội tuyển Pháp đang thi đấu chậm rãi hơn, không còn là một cách chơi nhanh đầy tốc độ nữa. Rất tốt, Diani tạt bóng rất nguy hiểm. Thể hình vượt trội làm cho các cô gái Pháp dễ dàng để có được thế chủ động trong những tình huống tranh chấp. Như vậy đã có một tình huống bị đau của số 20 Cascarino, cầu thủ thi đấu rất nổi bật ở trong hiệp 1 của trận đấu này. Martel Kaka Cascarino hay là Deani, ba mũi tấn công của đội bóng áo trắng đã luân chuyển cho nhau, có những tình huống xáo trộn và có rất nhiều những tình huống di chuyển rất rộng làm cho hàng phòng ngự chúng ta bị mất phương hướng. Tiếp tục sẽ là một tình huống đá phạt ở bên phía cánh trái, người thực hiện là Marion Thorin, một lão tướng của tuyển Pháp. Năm nay cô đã 30 tuổi rồi. Pha giải nguy của Trương Thị Kiều. Rất dễ dàng, các cô gái Pháp lại tiếp tục có được bóng. Đây là Thorin, chơi bóng rất khéo. Cacarino đây, không thể dứt điểm. Tuyết Dung vẫn chưa thể giải nguy cho khung thành của Kim Thành. Rất may là cú sút sau đó đã đi lên trời. Vẫn có rất nhiều khoảng trống lộ ra trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Thực sự là tuyến giữa của chúng ta đã không thể làm gì hơn. Hàng tiền vệ của chúng ta đã phải co cụm về rất sâu để bảo vệ vòng cấm địa. Nhưng những tình huống sử dụng tốc độ và những tình huống chuyển hướng bất ngờ của đội tuyển Pháp đã làm cho chúng ta bị bối rối. Lại là một tình huống rất hay. Diani vẫn còn rất bình tĩnh. Có tới 4 cầu thủ áo đỏ của chúng ta theo rất sát Diani, nhưng thực sự là khó khăn. Thành Nhã đã giải nguy thành công. Thực sự là rất khó khăn. Thorin, hai hậu vệ của đội tuyển Pháp đang dâng rất cao. Dường như lúc này chỉ còn có cặp trung vệ của họ và thủ môn là đang ở giữa sân thôi. Trần Thị Thu đã có pha giải nguy, nhưng ngay lập tức Pháp lại đoạt lại bóng. Thorin và Thanh Nhã. Tốc độ của Thanh Nhã rất tốt. Thanh Nhã có pha cài người rất tốt. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Thanh Nhã rõ ràng không hề thua kém Thorin về mặt tốc độ cũng như khả năng cài đè. Phạt góc cho đội tuyển Pháp. Và cầu thủ thực hiện là tiền vệ Toletti. Những tình huống đã phạt góc của đội tuyển Pháp là những tình huống rót bóng ngay vào vòng cấm địa để sử dụng lợi thế về chiều cao của họ. Có những tình huống không chiến, không phải là một cách đá có gì quá bất ngờ. Nhưng lợi thế về thể hình của họ luôn làm họ có được ưu thế ở những tình huống không chiến. Với việc tung Ella Palit vào sân thì đội tuyển Pháp đã chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 3-4-3. Và họ chắc chắn sẽ gia tăng sức ép nhiều hơn lên hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như được không? Rất khó. Đây chính là Palit, cầu thủ vừa vào sân đầu hiệp 2. Đường mở bóng sang cánh của em Bóc. Bích Thùy chọc khe. Huỳnh Như được không? Kỹ thuật rất tốt Huỳnh Như. Không được rồi, cú sút sau đó thì quá cận chân.
và bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Pedro Magni. Pha chọc khe rất tốt của Bích Thủy, cơ hội hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam. Một pha đảo chân rất dẻo của Huỳnh Như. Các bạn hãy xem lại tình huống này, pha đảo chân rất dẻo của Huỳnh Như, nhưng bóng hơi cận chân khiến cho lực sút là không tốt. Suýt chút nữa chúng ta đã có một tình huống nhen nhóm bàn thắng. Với một sải chân rất dài thì em Bốc Ba Thi đã bắt kịp được Huỳnh Như và làm cho cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã phải chuyển hướng. Nhưng đó là một tình huống thực sự là rất nỗ lực của đội trưởng Huỳnh Như. Chúng ta cần phải có nhiều những tình huống như vậy khi mà đối mặt với những đội bóng có thể hình, có lối chơi kiểm soát vượt trội. Những tình huống độc lập tác chiến của Huỳnh Như, Tuyết Dung hay là Hải Yến sẽ cần phải được phát huy. Toretti chọc khe rất tốt và không vào, rất may mắn cho đội tuyển Việt Nam. Bóng từ từ lăn về phía khung thành của Kim Thành, nhưng thật may mắn khi nó đã đập cột dọc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Toretti chuyền bóng khá là dẻo cho Katoto. Cú sút của Katoto đã tìm đúng cột dọc. Một pha vùng chân cũng không tốt của Katoto khi cô có một khoảng trống mênh mông, nhưng lại tiếp bóng chưa đủ tốt. Với số lượng cầu thủ được thay thế rất thoải mái thì những phút sắp tới ở trong hiệp 2 sẽ có rất nhiều những cầu thủ trẻ của đội tuyển Pháp sẽ được tung vào sân. Diani, Perisic, Trương Thị Kiều gặp rất nhiều những sự khó khăn với Diani. Đây là Katoto, đây là đội trưởng Tokara, cầu thủ thi đấu rất nổi bật trong màu áo của câu lạc bộ Atletico Madrid. Thành Nhã rất nỗ lực đuổi bóng. Ở hiệp 2 của trận đấu này, chúng ta đang nhìn thấy đội tuyển nữ của chúng ta đang tạo ra hai lớp phòng ngự trước khung thành của Kim Thành. Thành Nhã không được. Vậy là đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ đội tuyển Pháp với Thành Nhã. Đó là hậu vệ biên Torrent. Một pha phạm lỗi chiến thuật. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Torrent đã gặp khó khăn trước tốc độ của Thanh Nhã. Từ khi Thanh Nhã vào sân thì sự kết nối giữa hậu vệ biên Torrent và Toretti cũng như Cacarino đã phần nào bị xáo trộn bởi tốc độ cũng như thể lực của Thanh Nhã. Rất khó với một tình huống bóng bổng. Cướp được bóng rồi, Tuyết Dung phạm lỗi rồi. Người phạm lỗi là Katoto, cầu thủ năm nay mới 23 tuổi thôi, nhưng đang thi đấu rất nổi bật trong màu áo của đội tuyển Pháp. Huỳnh Như và các đồng đội đang rất nỗ lực để tìm kiếm ít nhất là một bàn thắng vào lưới một đội bóng rất mạnh như đội tuyển Pháp. Katoto chọc khe, Cacarino, tốc độ của Cacarino và Thanh Nhã rất tốt, lại là Thanh Nhã. Thanh Nhã từ khi vào sân đã kiểm tỏa rất tốt mũi nhọn Cacarino cũng như hậu vệ biên Torrent bên phía đội tuyển Pháp bằng tốc độ cũng như sức trẻ của mình tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như đang xin bóng nhưng rõ ràng giải pháp truyền bổng là không tốt một chút nào. Thanh Nhã, đó là Hải Yến. Không phải, đấy là Hải Yến. Khi mà các cầu thủ Pháp đang giảm nhịp độ của trận đấu thì chúng ta đang có được nhiều tình huống xử lý bóng hơn và có được nhiều cơ hội và không gian hơn. Nhưng mà ngược lại thì khi mà chúng ta dâng cao đội hình thì đội tuyển Pháp với những cầu thủ tốc độ thì sẽ có rất nhiều những cơ hội với những tình huống lên bóng khi mà nền tảng thể lực của chúng ta đã bị giảm sút rồi. Một cách chơi rất khoa học và đầy hiện đại được huấn luyện viên Caroline Catherine Diarre bên phía cầu thủ Pháp xây dựng. Lại một tình huống nữa, Thanh Nhã kịp giải nguy. Cacarino rõ ràng đã gặp khó khăn khi cầu thủ vừa vào sân. Thanh Nhã đã phần nào kiềm tỏa được sức mạnh tấn công của Cacarino. Tuyết Dung, đây là Thanh Nhã. Bích Thủy, rõ ràng giải pháp truyền bóng bổng là không hợp lý, nhưng cũng khó mà để trách Bích Thủy trong tình huống vừa rồi. Với việc đội tuyển Pháp bắt đầu giảm nhịp độ
chơi một cách chậm hơn thì các cô gái của chúng ta đã có được những đường lên bóng. Người vừa có động tác múa chính là Cacarino. Dẫu cho đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang để cho đội chủ nhà dẫn trước 6 bàn, nhưng các cổ động viên của chúng ta có mặt tại sân vận động Stade Sore vẫn đang rất miệt mài cổ vũ cho những cô gái kim cương của chúng ta. Một trải nghiệm cực kỳ quý giá tại nước Pháp. Rõ ràng như tôi đã nói trong phần nghỉ giữa hiệp, thì để theo dõi được một trận đấu này với bóng đá nam thường thật sự là còn phải rất lâu nữa thì bóng đá nam Việt Nam mới có thể có được một trận giao lưu như thế này. Nhưng tình huống nguy hiểm của đội tuyển Pháp, Trương Thị Kiều đã xả thân để cản bóng. Còn với đội tuyển nữ thì rõ ràng chúng ta được đội tuyển Pháp mời giao hữu, thực sự một vị thế rất khác. Như vậy là cầu thủ Pháp chuẩn bị tung 3 cầu thủ vào sân. Số 13 là Bacha, năm nay mới 21 tuổi thôi. Số 17, Batimo, 20 tuổi, được tung vào sân. Đúng như chúng tôi dự đoán, những cầu thủ trẻ sẽ được sử dụng. Và số 30 là Kenji Daly, 30 tuổi, đang chơi bóng tại nước Anh. Như vậy là những cầu thủ chơi ấn tượng ở trong hiệp 1 của trận đấu này, Perisic hay là số 10 Mateo cũng đã được rút ra nghỉ. Cơ hội dành cho những cầu thủ trẻ. Cầu thủ chuẩn bị vào sân là Sandy Batimore, sinh năm 2000, năm nay 22 tuổi. Rời sân đó là Casarino. Những cầu thủ thi đấu ấn tượng trên hàng công đã được rút ra. Những cầu thủ trẻ đã được tạo cơ hội. Và đây cũng sẽ là thời cơ để dành cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung có được nhiều những cơ hội hơn, có được nhiều những tình huống lên bóng hơn. Vậy là hiện tại đội tuyển Pháp sẽ thi đấu với 3 tiền đạo của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Đó là Sandy Batimore, là Diani và Katoto. Bộ 3 tấn công của câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã lại kết hợp với nhau trên đội tuyển quốc gia. Và cứ bóng tốt. Bóng đang trong quyền sở hữu của đội tuyển Việt Nam. Nhưng mất bóng rồi, đường truyền hơi ẩu của Tuyết Dung. Batimo. Đó là tình huống chạm bóng đầu tiên của số 17 bên phía đội tuyển Pháp. Batimo không có thể hình quá vượt trội. Đó là một tình huống quyết định dứt điểm không mấy hợp lý của số 17 bên phía đội tuyển Pháp. Một cầu thủ còn rất trẻ. Hải Yến. Tốc độ của Hải Yến giữ được bóng rồi. Tuyết Dung, Thanh Nhã xin bóng. Mất bóng mất rồi. Bà Chát vừa vào sân. Đây là Palis. Kenza Dali, tiền vệ đã thi đấu rất hay trong mùa bóng của câu lạc bộ Everton. Kiko vừa có cú hat-trick vào cuối tuần vừa rồi. Tuyết Dung, Trương Thị Kiều. Hải Yến đã có pha khống chế bóng không tốt. Và ngay sau đó thì Hải Yến cũng không cướp được bóng. Đó là một tình huống phạm lỗi của Phạm Thị Hải Yến. Với số 2 bên phía cầu thủ Pháp, bóng đã được đưa lên rất nhanh. Một trận đấu thực sự vất vả dành cho Trương Thị Kiều. Vậy là số 4 Maron Toren đã chuyển sang đá hậu vệ biên phải, thay thế vị trí của PP Reset. Từ khi Thanh Nhã vào sân thì hành lang cánh trái của đội tuyển Pháp là Cacarino và Toren đã gặp rất nhiều rối loạn. Và có vẻ như huấn luyện viên đội tuyển Pháp đã thay Cacarino cũng như chuyển Toren sang cánh còn lại. Và cứ bóng tốt của Tuyết Dung. Và Trương Thị Kiều lại phải chọn giải pháp an toàn, đó là phá bóng. Rất khó với những phương án phá bóng lên của Trương Thị Kiều. Nếu như là một tình huống bóng bổng
thì thực sự tuyến giữa nơi sự xuất hiện của Hải Yến hay là Huỳnh Như cũng không thể nào tranh chấp được với các hậu vệ của đối phương. Nếu là muốn những tình huống phối hợp nhỏ thì cầu thủ Pháp áp sát và rất dễ dàng để có được bóng. Đây là Katoto bật tường 1-2 rất hay. Cú sút sau đó là của Bimbao. Huỳnh Như rất khó cho Huỳnh Như. Huỳnh Như và Mbappé không được rồi. Dẫu cho đối phương có di chuyển chậm hơn 1-2 nhịp thôi, nhưng với một sải chân dài của các cầu thủ Pháp, họ lại vượt lên ở những thời điểm sau đó. Kenja Dali rất khéo, đó là pha xử lý của Ela Palis, tiền vệ đang thuộc biên chế của Bắc Đô. Hy vọng rằng ở những phút còn lại đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ làm được một điều gì đó, và cụ thể là một bàn thắng chẳng hạn. Rất khó đúng không ạ? Hai cầu thủ của chúng ta tranh chấp với đội trưởng bên phía đội tuyển Pháp, nhưng kết quả thực sự là quá khó khăn. Số 5 bên phía cầu thủ Pháp dễ dàng để vượt qua tới hai cầu thủ của chúng ta với một tình huống không mấy chủ động để vượt qua đối phương. Lại mất bóng mất rồi. Huỳnh Như che chắn bóng là rất kín rồi, nhưng vẫn không thể kiểm soát được bóng. Evident Mala. Không phải, đó là Kenza Dali. Chúng ta nhìn thấy rằng ở sân vận động ngày hôm nay có rất nhiều những khán giả không có được vé nhưng vẫn đang đứng ở phía ngoài, đằng sau cầu gôn của cả hai đội để theo dõi. Một tình huống xử lý tốt của số 4 bên phía các cầu thủ Việt Nam, Trần Thị Thu. Phạt góc cho đội tuyển Pháp. Và tất nhiên những quả phạt góc của đội tuyển Pháp từ đầu trận thì luôn nguy hiểm. Đội trưởng Thokora đã có mặt trong vòng cấm. Số 19 Mblok Bachi và Ankara Thokora, xin lỗi các bạn, luôn luôn có mặt ở trong những tình huống không chiến với những tình huống đá phạt góc. Hải Linh rõ ràng là đang rất vất vả để theo kèm đội trưởng của đội tuyển Pháp. Đánh đầu không vào. Phản xạ tốt của Kim Thành. Vẫn là các cầu thủ Pháp quả tạt. Và lại là một pha đánh đầu nữa. Và tỷ số lại được nâng lên. Lần này thì đội trưởng Osilatu Tukara đã có bàn thắng. Liên tiếp là những pha rót bóng. Và cuối cùng thì bàn thắng lại đến cho đội tuyển Pháp mất rồi. Trung vệ đội trưởng đang thi đấu cho Atlético Madrid cuối cùng thì cũng đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Một quả rót bóng có điểm rơi rất tốt của Marion Torrent. Chúng ta nhìn thấy với một tình huống tranh chấp tay đôi, trung vệ đội trưởng của cầu thủ Pháp không phải nhảy lên quá cao. Hai cầu thủ, vâng, chúng ta có thể thấy Bích Thùy và Thanh Nhã không thể theo kèm được Tukara trong tình huống này. Mặc dù hai cầu thủ của chúng ta đã nhảy lên hết sức rồi. Rất vậy, khó, rất khó khăn. Như vậy là tỷ số được nâng lên là 7-0 ở phút thi đấu thứ 68. Như tôi quan sát thì Ngân Thị Vạn Sự chuẩn bị vào sân. Huấn luyện viên Mai Đức Chung có vẻ như đang tìm kiếm bàn thắng khi ông đã quyết định tung một tiền đạo vào sân. Kenja Dali. Đến lúc này thì đội tuyển Pháp đang thi đấu một cách rất nhàn nhã. Họ đang rất cố gắng để thực hiện rất nhiều những phương án tấn công khác nhau. Một màn tập dượt của họ. Còn với chúng ta ngày hôm nay, hàng phòng ngự của chúng ta được thử thách rất nhiều và đã bộc lộ rất nhiều điều mà các học trò cũng như là huấn luyện viên Mai Lương Trung cùng với ban huấn luyện của mình sẽ phải khắc phục, đặc biệt là hai biên chúng ta khi mà đối đầu với những cầu thủ có tốc độ và khả năng càn lướt. Thực sự là gặp rất nhiều những vấn đề và những tình huống không chiến nữa, những tình huống chống phạt góc của đối phương cũng là một điều mà huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ phải chỉnh sửa. Rất nguy hiểm,
rất nhiều những tình huống mà chúng ta tranh chấp với đối phương. Dẫu cho chúng ta phạm lỗi nhưng chúng ta lại là những người bị đau. Torrent rất thoải mái. Diani cướp được bóng rồi. Hải Linh. Hải Linh là một cầu thủ rất trẻ và là cầu thủ thuộc lứa kế cận của chúng ta. Trần Thị Hải Linh, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, sinh năm 2001. Như vậy là Hải Yến đã được rút ra. Lúc này thì Kim Thanh cũng được rút ra nghỉ. Khổng Thị Hằng là cầu thủ môn được vào sân thay thế. Khổng Thị Hằng, thủ môn của Than Khoáng Sản Việt Nam, đã được thử sức trong 20 phút cuối. Ngân Thị Phạn Dự cũng được tung vào sân. Nguyễn Thị Bích Thùy đã được rút ra. Một trận đấu thực sự mọi vị trí trên sân của chúng ta đều bị thử thách. Đối với những cầu thủ nữ của chúng ta thì được thi đấu một trận đấu với những đội bóng hàng đầu thế giới sẽ là một trải nghiệm cực kỳ quý giá, sẽ là những kỷ niệm sẽ rất khó quên. Đây là Katoto. Chọc kè rất thông minh. Quả tạt vào sau đó của Baltimore không tốt. Bóng lại đến chân của Katoto. Toretti. Nhưng lần này Tuyết Dung đã bắt bài. Không có một phương án nào. Như vậy là đã có một cầu thủ bị đau. Có vẻ như là Trương Thị Kiều bị đau. Trương Thị Kiều, một trong những cầu thủ rất quan trọng trong hàng phòng ngự chúng ta, đang phải hoạt động với một cường độ rất cao và phải đối mặt với những cầu thủ có thể hình và có khả năng tranh chấp rất tốt. Và Trương Thị Kiều cũng mới chỉ có thể quay trở lại sau chấn thương thôi. Hy vọng là số 3, trung vệ thép của đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn. Đó là một tình huống Trương Thị Kiều bị đau sau một nỗ lực cản phá bóng. Với một chiếc băng đầu gối và Trương Thị Kiều đã có một tình huống phá bóng hơi cố gắng và hơi vươn ra ngoài tầm kiểm soát, và rõ ràng đó là nguyên nhân làm cho Trương Thị Kiều bị đau. Và hy vọng là Trương Thị Kiều sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn. Như vậy là đã có những sự thay đổi người bên phía các cô gái Pháp. Elena Matassa đã được tung vào sân thay thế cho Maria Katoto, số 9 bên phía đội tuyển Pháp thi đấu rất nổi bật. Vào sân tiếp theo là Manvin Malas, cũng là một cầu thủ trẻ và thay thế cho Diani. Với nhìn với danh sách thi đấu của các cầu thủ đội tuyển Pháp thì trụ cột của bóng đá nữ Pháp lúc này đang là hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Lyon. Trương Thị Kiều vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Và hy vọng cô gái đến từ Kiên Giang sẽ không gặp phải một chấn thương nặng nào cả. Khi mà trong những ngày sắp tới đây, chỉ còn khoảng chưa đầy một tuần nữa, thì giải vô địch Đông Nam Á của chúng ta sẽ chuẩn bị khởi tranh. Nhiều khả năng thì Trương Thị Kiều sẽ được rút ra. Đó là một sự tính toán mang tính an toàn. Tỷ số của trận đấu này sẽ không phải là điều mà chúng ta quá quan tâm. Rất cố gắng để cầm bóng chắc chắn trong tay. Nhưng mà xin lỗi các bạn, cầm bóng chắc trong chân. Nhưng mà thực sự là rất khó khăn. Nếu như chúng ta có những tình huống phối hợp ở trước vòng cấm địa để thoát pressing, gần như là chúng ta chưa có một tình huống thoát pressing nào thành công cả. Sau chỉ tầm 3 đến 4 nhịp bóng thôi thì bóng đã thuộc về phía các cô gái của đội tuyển Pháp. Phút thứ 75 của trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Pháp.
và tỷ số vẫn đang là 7-0. Chút nữa, như vậy là Baltimore đã rơi vào tư thế việt vị. Bàn thắng có thể đến ở bất cứ một tình huống tấn công nào của đối phương. Có vẻ là một sự quyết định không chính xác khi mà ở phía gần màn hình có một cầu thủ của chúng ta đang đứng ở phía dưới. Phát bóng lên cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thủ môn số 3 của chúng ta có vẻ đang gặp chấn thương ở ngón tay. 15 phút nữa thì trận đấu sẽ kết thúc. Tuyết Dung xoay sở hơi lâu. Hải Linh đường truyền sau đó cho số 17 Mỹ Anh là hơi khó. Bích Thùy đã cướp được bóng nhưng bóng không đến được chân của Huỳnh Như. Chắc chắn sau trận đấu ngày hôm nay thì băng hình của trận đấu này sẽ được hàng phòng ngự cũng như là ban luyện đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta sẽ mổ xẻ rất nhiều. Đó là một tình huống mất bóng nguy hiểm. Baltimore việt vị không, việt vị rồi, trọng tài thổi hơi lâu. Cầu thủ đã rơi vào thế việt vị là Ole Matasa, tiền đạo thuộc biên chế của Paris Saint-Germain. Đó là một tình huống bẫy việt vị chủ định của Trương Thị Kiều. Rất may khi trung vệ số 3 của chúng ta đã không gặp chấn thương nặng và có thể tiếp tục thi đấu. Trương Thị Kiều là mắt xích không thể thay thế của đội tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Lúc này thì trên sân của chúng ta đang có một số những cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Mai Đức Chung tung vào sân để cho các cầu thủ nữ của chúng ta có cơ hội, có sự trải nghiệm thi đấu một trận đấu với một đối thủ đẳng cấp. Và rõ ràng hàng phòng ngự của chúng ta, như chúng tôi đã đề cập rất nhiều trong trận đấu ngày hôm nay, sẽ phải nhìn nhận lại, phải xem lại trận đấu này để khắc phục những lỗi của mình. Như vậy đang có một cầu thủ đang bị đau, Thanh Nhã đang bị đau. Đó, chúng ta nhìn thấy thủ môn số 3 của chúng ta đang bị chấn thương. Một trận đấu có rất nhiều những ý nghĩa. Đây là một trận đấu để đánh dấu những sự hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Pháp. Có vẻ như những phút vừa qua, hàng phòng ngự chúng ta đã thực hiện rất nhiều những tình huống bẫy việt vị với sự chỉ đạo của đội, xin lỗi các bạn, của Trương Thị Kiều. Tiếp tục là một tình huống chủ động dâng cao của Trương Thị Kiều. Hai tình huống bẫy việt vị thành công của Trương Thị Kiều. Nhưng mà rõ ràng với những tình huống bẫy việt vị như chúng ta vẫn hay nói, đó là những tình huống là con dao hai lưỡi. Nếu gặp những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thì đó thực sự sẽ là những điều phản tác dụng. Rất may lúc này ở trên hàng công của đội Pháp là những cầu thủ năm nay mới 20-21 tuổi thôi, không phải là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như ở trong hiệp 1 nữa. Đây là Tokara, một ngày thi đấu rất thành công của Tokara khi cô phòng ngự tốt và cũng có cho mình được bàn thắng. Em bóc. Đây là Ella Palis. Mở cánh rất thoáng. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng rõ ràng nền tảng thể lực của các cầu thủ nữ đội tuyển Pháp là tốt như thế nào. Torren thi đấu từ đầu của trận đấu với những tình huống lên tham gia tấn công, tốc độ. Và đến bây giờ thì cô ấy vẫn đang thi đấu rất tốt. Dứt điểm. Rất may bóng đã đi đúng vào vị trí của Trương Thị Kiều. Người vừa dứt điểm là Ole Matasa, cầu thủ đã có cho mình cú hat-trick vào lưới đội tuyển Cameroon cách đây không lâu. Chúng ta cũng có thể thấy sải chân rất tốt của Ole Matasa. Có vẻ như là Trương Thị Kiều đang rất cố gắng để thi đấu thôi. Phạt góc cho đội tuyển Pháp. Trương Thị Kiều đang rất cố gắng.
rất khó trong những tình huống tranh chấp thay đổi, đặc biệt là những tình huống không chiến. Khổng Thị Hằng đã phải rất cố gắng. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng đội tuyển Pháp đang thi đấu một cách rất nghiêm túc, dẫu cho khoảng cách đã là 7-0 rồi. Rất khó để là bóng trong chân các cầu thủ Pháp khi họ có nền tảng thể lực cũng như kỹ thuật rất khéo. Quả tạt không có gì nguy hiểm cả. Ngân Thị Vạn Sự, rõ ràng những phải bóc bóng bổng là rất khó để triển khai cho đội tuyển Việt Nam. Rất ung dung, cứ khó là đá về thôi, không gì phải vội cả. Đây là Medan Malat, vẫn là Malat. Đây là Palis. Đội tuyển Pháp cũng có những tình huống xoay người, những tình huống luân chuyển vị trí thực sự là bất ngờ, luôn luôn làm cho chúng ta thực sự gặp rất nhiều những sự khó khăn. Một tình huống xuống biên căng ngang rất khó dành cho Baltimore, thì có tới 3 cầu thủ của chúng ta đã lăn xả trong tình huống vừa rồi. Nhưng mà cũng ngược lại thì chúng ta cũng thấy chúng ta phải vất vả như thế nào để chống đỡ những đường lên bóng của đội tuyển Pháp. Người thực hiện tình huống đá phạt góc tiếp theo sẽ là Daly. Không dĩ nhiên mà ống kính máy quay luôn luôn hướng vào vị trí của cặp đôi trung vệ của cầu thủ Pháp. Lần này thì Trương Thị Kiều đã thành công với tình huống giải nguy. Rất là bập. Nguyễn Thị Vạn. Đây là Tuyết Dung. Làm gì đây? Huỳnh Như rất hay. Nguyễn Thị Vạn. Không được rồi. Chỉ cần chậm một nhịp thôi là chắc chắn sẽ mất bóng. Ole Matasa. Matasa. Dễ dàng. Vào bóng đi. Dễ dàng vượt qua tới 3 cầu thủ của chúng ta. Những tình huống đảo bóng, xỏ háng, những tình huống xử lý thực sự là rất kỹ thuật. Có tới 3 cầu thủ của chúng ta đã theo rất sát số 18 của đội tuyển Pháp. Đẳng cấp đã được thể hiện ở trong tình huống vừa rồi. Sải chân dài đã giúp các cô gái Pháp thực sự gặp có rất nhiều những lợi thế. Trương Thị Kiều vẫn với một phong cách lăn xả quen thuộc. Thêm một Bacha không qua được Thanh Nhã. Đùa tốc độ chưa từ Thanh Nhã ngại cả. Lần này thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Khổng Thị Hằng. Chỉ còn ít phút nữa thôi, hiệp 2 của trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc. Và hy vọng là chúng ta sẽ có được một bàn thắng ngay trên đất Pháp. Một trải nghiệm quý báu dành cho các cầu thủ trong hành trình khó khăn sắp tới. Đặc biệt là tại kỳ World Cup, nơi những đối thủ, những đất nước, những quốc gia, những nền bóng đá mạnh nhất thế giới sẽ hội tụ. Chúng ta cùng xem lại pha đua tốc độ trước đó của Thanh Nhã và số 13 Sema Bacha. Đó là một tình huống tranh chấp theo chúng tôi có sự tính quá nhất định của Thanh Nhã. Nếu như các trọng tài bắt kỹ hơn thì nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ phải đối mặt với một tình huống phạm lỗi ở trong vòng cấm địa. Hình như đây là Trương Thị Kiều. Rất khó. Giọt bóng rất khó của Trương Thị Kiều. Huỳnh Như. Vạn Sự. Bật nhả rất hay. Nhưng mất bóng mất rồi. Kenza Daly. Chấm bóng rất hay nhưng cuối cùng Trương Thị Kiều lại là người giải nguy. Trương Thị Kiều có mặt ở mọi điểm móng ở trong vòng cấm địa. Thực sự là một trận đấu quá khó khăn. Trương Thị Kiều hoạt động với cường độ rất nhiều. Trương Thị Kiều có lẽ là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Chính xác là như vậy. Ném biên cho đội tuyển Pháp.
Đây là Mario Torrent, cầu lưới biên thi đấu rất hay từ đầu trận đến giờ. Và chúng ta có thấy rằng là Torrent là cầu thủ mà thi đấu tốt ở cả hai cánh. Hơi khó để đến được vị trí của Huỳnh Như. Phút thứ 86 rồi. Và hy vọng chúng ta sẽ ghi được bàn thắng. Các bạn đang xem trên kênh chat cũng hãy thả tim để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Chúng ta tìm kiếm bàn thắng ghi bàn vào lưới đội tuyển Pháp. Chúng ta nhìn thấy Tuyết Dung đã phải thi đấu thấp như thế nào. Hai lớp phòng ngự được tạo ra, nhưng mà vẫn có rất nhiều những khoảng trống, những tình huống mắc sai sót của chúng ta. Có vẻ như là chúng ta bị thua tương đối sớm trong khoảng 10 phút đầu tiên. Do đó thì các cầu thủ đã bị đôi chút bị hơi bị choáng ngợp với cách chơi của cầu thủ Pháp. Xin mời Bacha. Vẫn là Bacha. Bóng được chuyền ngược ra tuyến hai. Cắt bóng rất tốt. Ngân Thị Vạn Sự đã có một pha thi đấu quyết liệt. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Pha bóng truy cản, nhưng sau đó thì chân của Ngân Thị Vạn Sự cũng đã cài vào chân của Matasa, tiền đạo mới vào sân của đội tuyển Pháp. Phát bóng lên cho đội tuyển Việt Nam. Những cổ động viên Pháp vẫn đang ăn mừng rất cuồng nhiệt trên khán đài. Trên màn hình của chúng ta đang là những cầu thủ không được đăng ký thi đấu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là đội trưởng Windy Renan, hay là Sakina Karochui, hay là Gara Gairao. Những cầu thủ quan trọng trong đội hình của đội tuyển Pháp đã được cất đi, không thi đấu ở trong trận đấu này. Rất khéo đó là pha xử lý của Merin Malat. Dương Thị Vân không được rồi, mất bóng rồi. Trương Thị Kiều, một pha giải nguy tốt của Trương Thị Kiều. Chắc chắn rồi, chắc chắn là rất lâu rồi đội tuyển nữ của chúng ta mới phải nhận một cái áp lực lớn như thế trong suốt 90 phút. Bây giờ đã là phút 88 rồi, đội tuyển Pháp vẫn tiếp tục tấn công. Nhiều cầu thủ của chúng ta chắc chắn chưa thể nào thi đấu ở trong một trận đấu với một thế trận mà chúng ta phải chịu đựng sức ép lớn như thế này của đối phương. Gần như là bóng chủ yếu lăn ở 1/3 cuối sân bên phía cầu gôn của đội tuyển Việt Nam. Và dứt điểm vừa rồi là của Ela Palis, cầu thủ vào sân thay người đầu hiệp 2. Và chơi cũng rất xông xáo. Dù thắng đậm nhưng huấn luyện viên trưởng Corinne Daris của đội tuyển Pháp vẻ mặt vẫn khá đăm chiêu. Có vẻ như bà cũng đã rút ra được rất nhiều những bài học khi đối diện với đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn là những bài học về cách tấn công thôi, không phải là những bài học về khả năng phòng ngự của hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp. Những cầu thủ được tung vào sân ở trong hiệp 2, những cầu thủ trẻ đã vẫn, chúng ta nhìn thấy rõ ràng những cầu thủ trẻ đội tuyển Pháp sẽ không, vẫn chưa có thể thay thế được những người đàn chị thi đấu trong hiệp 1. Rất hay pha chi quản tốt của đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như rất khó khi đây là trung vệ của đội tuyển Pháp, em Bóc Ba Thì. Cầu thủ thi đấu rất hay trong màu áo của đội tuyển Lyon, của câu lạc bộ Lyon, vô địch UEFA Champions League. Malat không được. Malat vào thân để thay thế cho người đàn chị Diani. Nhưng rõ ràng cô vẫn chưa có được những cơ hội để tỏa sáng. Đây là Katoto và Kakarino cũng như Binbao. Những cầu thủ chơi rất tốt trong hiệp 1 và đã ra nghỉ. Marion Torrent rất bình tĩnh. Tuyết Dung đã cắt được bóng. Hải Linh. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu này sẽ có 3 phút bù giờ. Hy vọng là trong 3 phút sắp tới, những cô gái, những học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có được những cơ hội.
tấn công biên dành cho đội tuyển Pháp rất nhanh. Bây giờ xem mà Bacha. Bacha. Quả tạt không chính xác của Bacha. Torren. Vẫn là Torren. Cú dứt điểm sau đó của Torren đã bị cản phá. Có vẻ như Torren rất muốn có được bàn thắng. Chúng ta cũng thấy rằng nền tảng thể lực của cầu thủ Pháp tốt như thế nào. Số 4 đã thi đấu từ đầu trận, thi đấu không ngừng nghỉ với những tình huống leo biên. Nhưng đến bây giờ thì cô ấy vẫn đang thi đấu tốc độ. Rất nhịp nhàng. Cắt bóng kịp thời, cơ hội phản công dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Phía trên đang là Huỳnh Như và Thanh Nhã. Đường chuyền hơi non của Hải Linh. Vẫn là Hải Linh. Có vẻ như đã có một tình huống phạm lỗi rồi. Chúng ta cùng xem lại pha máy cận sau đó để biết được tình huống phạm lỗi đó là gì. Torren có vẻ như không hài lòng với pha bóng vừa rồi. Chúng ta thấy rằng các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn đang cổ vũ dành cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Sẽ còn rất nhiều điều mà đội tuyển nữ của chúng ta sẽ phải làm ở trong khoảng 4 năm sắp tới. Một trận đấu giao hữu thực sự là rất bổ ích dành cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Pháp sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 7 với đối thủ Italia. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch AFF Cup nữ khi gặp Campuchia vào ngày 7 tháng 7 lúc 18 giờ. Ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Đỡ bóng rất khéo. Huỳnh Như xin bóng. Đường chuyền Huỳnh Như. Không, đây là Thanh Nhã. Hơi khó. Chỉ có một mình Thanh Nhã thôi. Rất khó để tìm kiếm cơ hội trong tình huống vừa rồi. Như vậy là đến lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Pháp. Chung cuộc thì các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-7. Một trận đấu mà hàng phòng ngự của chúng ta sẽ có rất nhiều những bài học, kinh nghiệm. Và với một trận đấu mang ý nghĩa học hỏi và giao hữu như thế này thì kết quả không phải là điều quá quan trọng. Đến đây thì buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Pháp của chúng tôi cũng xin phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những trận đấu tiếp theo. Merci à vous toutes et à vous tous, on va bien évidemment...